Xin chào các bạn. Thì trong thời buổi dạy học trực tuyến ngày nay thì có nhiều phần mềm để chúng ta có thể áp dụng cho dạy học trực tuyến. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là phần mềm Google Meet. Như vậy để chúng ta muốn dạy trực tuyến thì chúng ta phải tạo ra một cuộc họp, rồi sau đó chúng ta lấy cái đường link đó gửi cho học sinh để dạy trong quá trình dạy học trực tuyến. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo đường link cố định khi dùng Google Meet trong dạy học trực tuyến, để chúng ta có thể là sử dụng cái đường link đó trong thời gian nó dài. Như vậy để muốn tạo ra một cái đường link cố định cho dạy học trực tuyến trong khi dùng Google Meet á, thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái phần Gmail của mình. Tiếp theo ở đây là các bạn thấy là có những cái dấu chấm, thì các bạn hãy vào phần dấu chấm này. Thì ở đây có rất là nhiều cái chương trình, ví dụ tài khoản Gmail, Drive, lớp học, tài liệu, trang tính. Thì ở đây các bạn sẽ bấm vào cái phần Meet. Rồi, ở bên đây thì các bạn thấy là có một cuộc họp mới. Và đây là nhập mã và biệt hiệu. Thì các bạn sẽ vào cái phần mà cuộc họp mới. Thì khi bấm vào phần này thì các bạn thấy ba nội dung. Một, đó là tạo một cuộc họp để sử dụng sau. Thứ hai, đó là bắt đầu một cuộc họp tức thì. Và thứ ba, đó là lịch biểu trong lịch Google. Thì các bạn sẽ bấm vào phần thứ ba, đó là lịch biểu trong lịch Google. Rồi, cái phần đầu tiên là cái tiêu đề. Thì các bạn sẽ bấm vào tiêu đề. Ví dụ như đây mình bấm là tiêu đề. Địa lý chính. Rồi sau đó là chúng ta bỏ qua thời gian. Thì đây thời gian là chúng ta bắt đầu từ hôm ngày hôm nay, đó là ngày 10 tháng 11 năm 2021. Ví dụ thời gian. Dù các bạn có thể bấm từ 2 giờ chiều. Rồi bên đây. Rồi tới 4 giờ. Rồi. Như vậy để học dạy trực tuyến thì chúng ta có thể là tạo một đường link cho thời gian dài. Và đây chúng ta bấm thời gian đây. Dù chúng ta có thể là tới tháng 4. Chúng ta bấm tới ngày 10 tháng 4, ngày 22. Như vậy ở đây là các bạn thấy là tham gia bằng Google Meet. Thì ở đây là có một cái đường link. Thì các bạn sẽ copy cái đường link này. Sau đó chúng ta mở phần Word ra. Chúng ta copy vào. Sau khi copy vào đây thì các bạn có thể là lấy cái phần copy cái đường link này á, các bạn gửi cho học sinh, thì học sinh có thể đăng nhập đường link này sử dụng để cho việc học. Ở đó chúng ta quay vào cái phần Google Meet. Thì đây các bạn là có nhiều thứ, ví dụ chúng ta có thể bấm là ở đây là hẹn thông báo trước 20 phút. Sau đó có nhiều phần ở đây và chúng ta sẽ bấm lưu lại. Rồi ở đây là các bạn thấy đây là địa lý chính. Thì các bạn thấy đấm ở đây là từ lúc là 2 giờ đến 4 giờ. Rồi đó là mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách tạo một đường link cố định khi dùng Google Meet trong giờ học trực tuyến. Thì mình sẽ thoát ra tất cả đây và sẽ đăng nhập vào cho các bạn xem. Thì để đăng nhập vào xem cái đường link cố định của mình á, thì các bạn cũng vào cái phần mà Gmail của mình. Thì các bạn cũng bấm vào phần mà những dấu chấm. Rồi các bạn xuống phần tìm Meet. Rồi thì ở đây các bạn thể thấy được là mình đã tạo được cái đường link cố định là phần này địa lý chính. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách tạo đường link cố định khi dùng Google Meet trong dạy học trực tuyến. Hy vọng các bạn xem xong video của mình á, thì sẽ làm được cái phần này. Chúc sức khỏe các bạn. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.